nóng, dù Bellingham bị treo giò một trận nhưng vẫn ra sân ở trận gặp Thụy Sĩ. Mới đây UEFA đã đưa ra án phạt nghiêm khắc dành cho người hùng nước Anh, dù Bellingham với lý do vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản trong trận thắng Slovakia. Theo thông báo mới được đưa ra bởi UEFA, dù Bellingham sẽ bị phạt 30.000 euro cùng án treo giò một trận vì hành vi tục tiểu hướng về khu kỹ thuật của Slovakia trong trận đấu thuộc vòng 1/8 euro 2024. Ủy ban kỷ luật của UEFA cho rằng người hùng cứu nước Anh đã vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản sau khi ghi bàn ở phút 95, giúp cân bằng tỷ số 1-1 và đưa Tam sư vào hiệp phụ, nơi Harry Kane ấn định chiến thắng 2-1 ngay phút đầu tiên. Sau trận đấu, Bellingham giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa với những người bạn thân, đồng thời nhấn mạnh sự tôn trọng với toàn đội Slovakia. Lời biện minh này không thuyết phục được UEFA. Tổ chức tuyên bố vào ngày 1 tháng 7 sẽ có cuộc điều tra về hành vi của Bellingham. Tuy nhiên, người hâm mộ Anh không cần phải lo lắng cho hành trình Euro 2024. Tuy bị cấm thi đấu một trận nhưng UEFA nêu rõ, án phạt không phải thực hiện ngay lập tức, thay vào đó chịu thử thách trong vòng một năm kể từ ngày ra quyết định. Điều này có nghĩa Bellingham chỉ phải chịu án nếu có hành động lặp lại trong một năm tới. Đồng thời vẫn có thể ra sân ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ. Ngoài án phạt dành cho Bellingham, UEFA cũng phạt Hiệp hội bóng đá Anh, FA, 10.000 euro vì cổ động viên gây rối trật tự công cộng, 1.000 euro vì người hâm mộ đốt pháo trên khán đài. Một tin vui là tiền vệ Declan Rice không phải đối mặt với án phạt nào vì cuộc cãi vã sau trận đấu với huấn luyện viên Slovakia Francesco Canjona. Như vậy, trận tứ kết sắp tới tại Macclesfield Arena, tuyển Anh chỉ thiếu hậu vệ Maguire vì nhận đủ 2 thẻ vàng, trong khi chào đón sự trở lại của Luke Shaw, người được cho đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng đá chính ngay từ đầu.